đông quá rồi. Thấy không, chỗ này nó còn hoang sơ dữ lắm. Kiểu mà cái đường để mình lên cái đèo á thì ở dưới là kiểu, ở dưới đây là kiểu người dân tộc mà anh em, kiểu người Khmer, người ấy đồ anh em. Nói chung là ở trên đây là xa thị trấn lắm. Ở đây là lát nữa thấy mấy em nhỏ rồi lên rừng rồi hái thuốc cái kiểu, nó đeo ba lô nữa, đeo cái gì, đeo gì mà đang đeo bằng ché anh em đó. Nói chung thú vị lắm. Ok, hello anh em nha, lại là Hoàng đây. Thì hôm nay mới 4 giờ sáng rồi anh em. Thì hôm nay mình có một cái chuyến tour đi Da Mi Tà Bao anh em, cà phê đồi sim á. Thì hiện tại mới 4 giờ sáng rồi, thì giờ mình đã chuẩn bị ngủ dậy, mình chuẩn bị hết tất cả, giờ bắt đầu mình sẽ lên đường nha. Ok anh em cùng mình đi cái chuyến tour này nha. Ok anh em, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ giới thiệu với anh em con game mà mình thường xuyên hay chơi dùng nó đi giải trí nha anh em, nhưng mà có thể kiếm tiền được luôn đó. Thì anh em nào mà muốn kiếm tiền mà đổ xe cho mình rồi nè, thì anh em nên thử bằng mây nha. Đó thì này, con game này có tên là Win 868 nha anh em. Đó thì nói chung là trong đây rất là nhiều trò chơi để anh em chơi luôn nha. Đấy, thì đây mình thường xuyên thì mình chơi cái này nhất, này bắn cá này, lâu lâu cho bộ đi chơi đồ giải trí vô anh em mình bắn cá đồ giải trí, lâu may lỡ may có tiền đồ đổ xe rồi sao anh em. Thì đó mình nói đó, game này thì anh em có thể vừa giải trí mà vừa có thể kiếm tiền được tùy theo nhân phẩm của anh em nha. Đó còn anh em nào quan tâm thì lên game mình sẽ để ý phần mô tả nha. Ok anh em, thì hôm nay anh em mình đi Tà Bao chỉ có 3 anh em thôi anh em. Nói chung lần đầu lên lịch rất là đông. Nhưng mà tới cuối cùng thì mấy, nói chung mà có mấy anh em bị dục chặt như xe Minh Lê lại xe của ông Bi á anh em, Minh Lê 54 Suốt thì bị lột vô đây là lấp lòng với mấy kêu như mấy gạo cái nhà luôn đó. Xong còn ông Bi thì xe tự nhiên không nổ, nên hôm nay mình chỉ có đi mình với lại anh Duy đi 65 cộng á anh em, đi anh Duy với lại người bạn anh em chỉ có con mình nói hoài Liên Hương á, Chương Gia Cát anh em, idol một tạ đợt Suốt 65 cộng 4 qua nó đây anh em. Đó, nay chỉ có 3 anh em mình đi thôi. Với lại anh Cát ơi, ông nói nó cũng rành đường nên nó sẽ dắt mình như vậy lên đó. Tại nói chung là lên đó nó cũng rất là bình thường, không phải là gì mà phải chơi đường. Nhưng mà nó nhiều cái đường quá anh em ơi, thì rối không có rõ đường á, mà anh Cát đi hoài nó quen rồi, thì nó dắt mình đi thì ok không. Thôi được, mình đi với Minh Lê mà đi lên mà thấy đó nhà sàn luôn rồi, hiếu rồi anh em. Chạy tới Cà Ná rồi mà Duy đón mình rồi, xong mình với Duy sẽ chạy từ đây vô tới qua Bình Thuận, chỗ Tây Phong Bình Thuận Cát, rồi bắt đầu Cát ở đó chỗ không sẵn rồi bắt đầu anh em mình sẽ đi nha. Thì tâm mình đi tới Tà Bao Đa Mi cũng không biết bao nhiêu cây nữa, nhưng mà được mình với Minh đồ đi đi sao mà lẹt ra tới Đồng Nai luôn anh em. Đi cái chuyến đó mà đi Tà Bao cũng phải 700-800 cây á, trời ơi, nói đuổi xăng là 700-800 ngàn là anh em hiểu biết đi nhiêu cây rồi. Đi lộn đường á anh em, đi sao mà bọc ra tới Đồng Nai luôn, trời ơi. Qua khỏi cây xăng Hàm Tân luôn nha, mà từ mình ra cây xăng Hàm Tân đã 200 cây, 220 cây rồi á, quải đèo gì. Chỗ nào? Có mình mày ấy. Bi xe hết nổ rồi. Đấy. Bi xe hết nổ rồi. Không nổ rồi. À. Quá kêu cái cầm cái đồ chặn vô má tao bọc xăng, cái xăng nó chảy từ. Có ai đang ở? À. Má tao xăng chảy đâu ta? Đó, gì nè. Miệng không chịu dán ron. Nó chảy đâu rồi? Nó bị ron á. Chảy cái van luôn à. Ở trong đây này là nó phải kim cái đi. Không mà nó chảy ngay đây luôn à, cái đồ chặn luôn à. Này là nhiệt điện Viễn Tân thôi anh em. Xem gì nó lạ quá. Chạy đó mà chúng mình nay mình đi cái bô dinh nữa thôi chứ. Đi xét vô là không nghe tiếng bô của mình luôn. Mình chạy như xe điện ấy. Nghe mà tiếng bô thì nói thôi là chạy có đâu không nghe tiếng máy, nghe tiếng bô hết á. Má báo quá báo. Đúng rồi, 65 cộng anh em à. Chúng nó đi cái bô rít đeo nữa thôi chứ cái tăng nữa. Ồ. Nó là sao rồi lụm mơ luôn anh em. Dạ. Quên. Nó đi tour mà để quên đầu đèn ở nhà chợ, nhão không? Đi tour rồi để quên đầu đèn ở nhà. Có
tiền ăn sáu bán rồi. Nay giờ 5-7 hơn. Hết đi cho làm rồi. Là nó cũng đèn đèn sáng rồi anh em. 5:30 rồi, nãy giờ anh em mình chạy được tầm 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà sáng sớm chạy mà không có gì trong bụng á, chưa ăn gì á, anh em muốn chạy. Chờ nói chạy nhưng mà giờ sắp đâu không á, anh em chịu khổ. Chúng không biết cái đường này nay sao nó ô gà không à. Chạy nó bị sắp không anh em ơi. Giờ nó cũng đèn đèn sáng không à. Kiểu sương nó lên rồi đó anh em. Ngoài vườn thanh long á, cái đó là vườn thanh long á. Nói chung anh em đi, ta có biết anh em gặp hai bên là thanh long không à. Tại ở đây đặc sản là thanh long mà anh em. Nay mày có reader chương gia cát mập dẫn đường đi chứ anh em. Chứ đường không biết đường đi. Không biết nhưng mà coi cái Google Map mà nó quằn quá. Tại cho nó rất là nhiều nhánh đường để đi luôn anh em. Ở đâu kéo ra đồng nẹo cái gì tờ. Ủa sắp tới đường cua đó chưa ghé. Sắp tới cái đường cua chưa. Ra từ đó lên từ đầu đó lên Nam Mi tầm 50 cây không? Má em đố đầy cái này gì nên em nhìn xăng này. Mà cái quan xăng mà nó đang ngỡ nha. Má đổ ra nó chảy vô xăng nữa, chảy chân mình nữa không nợ. Lát đèn nhạy má xì khói gì. Dễ lắm á. Luôn anh em, nó xì khói, nói chung là nó xì gớt nữa. Biết vậy mình để lúc mà tới đó mình chăm xong mình chạy về đâu, chăm trước anh em à. Nó đang hở vàng nhẹ, nói chung là anh em chạy nhiều quá mà cái xe anh em nó bồn quá, cái lồng nó không lấp á. Mà anh em chạy lâu á, một là lỏng trái, hai là nó hở vàng anh em. Nó đi hao gớt dùng nữa anh em. Bữa mình đâu có biết đâu, mình đâu có phát hiện ra đâu. Rồi cái đợt mình mới đi tour gần đây nhất là đâu ta? À đi Phú Yên quay đầu á, không giờ mình xả nhớt ra trời ơi nhớt còn có ba sợi gì à. Chút xíu à, má hết hồn. Rồi chiến này đi nguội quá chưa kịp rút đầu ra kiểm tra chứ. Sao để xong chiến này giờ mình rút đầu ra mình kiểm tra mình coi lại cho anh em. Nói chung mà anh em mai mốt đi xa với an toàn. Sắp tới cho người có cái tour đi Quy Nhơn Bình Định đó anh em. Nên lỡ tháo ra làm lòng không đi. Cái đường này gì là cái bữa mình đi với Minh Lê là đúng rồi anh em. Nhưng mà cái lúc mà chồng về là nó bị sai chạy cái đường này. Chạy sao mẹ tụt hẳn là Đồng Nai luôn. Nói chung mà lòng chồng đi thì mình đi đúng. Đi cái đường này nhưng mà không biết là nó đúng thật không. Đáng nó đi thử rồi biết lại à anh em. Còn cái lòng chồng về là mình đi cái tiếng quốc lộ 51 á anh em. Cái đường mà anh em ở Sài Gòn, Đồng Nai đâu mà muốn đi Tà Bao, Đèo Bảo Lộc đồ là đi cái đường đó. Mà mình không biết mình đi cái đường đó ra là đâm ra gần tới Đồng Nai bạ luôn. Nên chạy về nó lâu quá trời luôn. Thế sao mình đi vòng đi đi có tầm 250 cây à. Còn về đi phải về đi 350 á. Trời ơi tôi nói được đó quẹn luôn. Mình chạy mà té luôn á. Bữa đó dữ không. Tại mình nó đâu có đi tour nhiều. Nói chung cái người mà vô đi tour nhiều đi tour xa quen á, với lại cái người mà đi gần thì nó khác á. Kiểu mà nó đi máu đi thì nó kiểu nó chưa có kinh nghiệm anh em. Nó đi nó đạo cai tơ trắng
kính trắng đồ nó mỏi mắt lắm. Trời nắng nữa vậy lại ảnh đó giờ có chạy được xa hàng nào đâu. Đánh lũi vô trụ điện cha đó mà quá rồi. Cái đam mê này thì nó gọi là đèo tập. Mình cũng không biết tên của nó là gì nữa. Tại mình thấy nhiều anh em kêu nhiều tên quá. Người lúc thì kêu đam mê, lúc thì kêu đồi xiêm, lúc thì kêu đèo tà bao. À, đủ tên hết đấy. Mà ở đây thì nó hot anh em. Tại lần mà thấy lần thứ bảy chủ nhật mà mình để ý là anh em ra đây tập trung uống phê rồi rất là nhiều, ăn uống rất là nhiều. À, bữa mình đi đó trời cứ hết 5 phút à, tốp này lên tốp này xuống à, quá trời đông luôn. Còn cái xe mình hiện tại nó đang bị nặng quá anh em ha, đổ nhiều nhớt quá rồi, nhớt nó xì ra ngay chỗ cổ bô luôn á, kiểu mình chăm thêm 2-3 xì nữa đó nên nó hơi nặng. Vậy nhìn dưới giá cái xe nó nặng nặng lắm. Với lại một nay mình đi cái bô dinh đó thì nó thốn cái đầu lắm, chạy nói chung cái máy của mình nó kêu không có được ok lắm. Tại anh em đi bộ tăng thì nó thốn cái máy, anh em nổ nghe êm ru à. Đợt mình đi Phú Yên quay đầu mình chạy kiểu chó đó, mà chạy về mà cái máy âm ru luôn, không nghe tiếng động luôn. Nay đi cái bô êm mà chạy ấy là chạy bình thường á nha, chạy nói chung mà riu 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 ok thôi, là cái máy bắt đầu nó vô cò rồi. Nói chung là hai cái bô hoa gắn khác nhau hoàn toàn. Tại vì cái bô dinh á thì nó đâu có thoáng lắm, còn cái bô tăng thì cái máy anh em thoáng, anh em cái máy nó đã lắm, thông thả lắm. Nói chung cái gắn cái bô tăng vô thì máy nó êm hơn anh em, chạy đổ sót xe. Còn đi tour mà chạy mà lẹ gắn bô dinh vô chạy sót lắm. Đúng cái đường này luôn nè, đợt mình đi đúng cái đường này luôn anh em. Nhưng mà được cái đèo Tà Bao này bò sướng lắm anh em, ôm chạy cực kỳ thích luôn. Nó cũng nó chạy nó cũng rất là dễ chạy luôn. Còn cái đèo Bảo Lộc thì mình nói chung là mình nghe gây hồ đồn rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có đi lần nào anh em, chưa có dịp đi. Ở đây mà chạy qua Bảo Lộc cũng gần rồi, nhưng mà chưa có dịp đi anh em. Để nào có dịp mình chỉ đi cái đèo Bảo Lộc thử cho anh em coi, cho mình nghe hồ đồn nhiều quá rồi mà mình chưa có trải nghiệm được. Với lại cái đèo đó ngay chú cái khúc gì mà ngay vô mấy cái tượng tượng á anh em, đó nó kiểu cái khúc cua là nhiều người bị té ở chỗ đó kiểu vậy, nên mình muốn chưa đi thử anh em, có dịp mình chỉ đi thử cho anh em xem. Nay đi ở đây mà nó lạnh tê tay luôn anh em, ơi chang kiểu Đà Lạt luôn á, mình bấm vô nút quay mà mình không có cảm giác luôn, kiểu không khí nó cũng loạn loạn á. Chạy ở đây nè, đó giờ xe tăng luôn anh em, ở Giang từ Đài Lạt luôn. Nói chung là lạnh vẫn không bằng Đà Lạt, nhưng mà cái xe kiểu cảm giác nó vẫn tăng luôn à anh em. Này đi gặp mấy anh em ở Bình Thuận đi nè, 86 hết. Nói chung mà ở trên đây nó cũng thiên nhiên nó vẫn còn hoang dã lắm, nó kiểu chạy đây rừng núi mà nó xa thành phố lắm, không phải như ở mấy cái đèo khác. Chứ mọi như đèo cả đèo Đà Lạt đồ hay đèo gì hết, mấy cái đèo bình thường anh em thì mấy cái đèo đó gần khu dân cư rồi, còn đèo cái đèo Tà Bao này thì nó xa khu dân cư lắm, nên anh em đi lúc mà anh em đi vô thì kiểu hai bên là rừng đồ này kia, nói chung là thú lắm, đi nói chung nó rất là vui. Hả? À. Thế không, chỗ này nó còn hoang sơ dữ lắm. Kiểu mà cái đường để mình lên cái đèo á thì ở dưới đó là kiểu ở dưới đây là kiểu người dân tộc mà anh em, kiểu người Khmer, người ấy đồ anh em. Nói chung là ở trên đây là xa thị trấn lắm. Ở đây là lát nữa thấy mấy em nhỏ rồi lên rừng rồi hái thuốc cái kiểu nó đeo ba lô nữa, đeo cái gì, đeo gì mà đang đeo bằng ché anh em đó, nó vô thú vị lắm anh em thấy không. Cái đường lên thì nói chung rất là ấy, đường đèo mà. Hahaha.
Cái này là chưa lên tới đèo đâu, cái này là đi giống như là cái đèo nhỏ đi qua cái thị trấn thôi anh em. Nói chung chạy tới vô kia nó còn có nữa. Nó cào quải. Hả? Không phải vô cái dòng nhỏ đâu, vô tướng dòng nhỏ à. Hồi đầu mình tưởng cái này là cái đèo luôn rồi, nhưng mà thực ra không phải anh em. Chạy hết cái này có một cái đó, một cái thị trấn nhỏ. Sau đó đi hết cái thị trấn đó rồi bắt đầu mới lên tới đèo Đam Mi Tà Bao. Ủa cào quải. Nó cào dữ. Hả? Ở đây cào quải. Tiền cát này thì được là 65 cộng 6 cộng 7 gì đó, 4 van, đầu lòng nghẹt. Nay giờ lại đầu vẫn 4 van luôn anh em. Nhưng mà đều đầu đầu lòng nghẹt dinh. Kiểu là như ơi chen một chiếc nghẹt bôi xăng lửa gì thôi. Đó. Đi cái bôi nghẹt nữa à anh em. Đây ngắn đầu lòng nghẹt dinh là 57 á, 57 4 van. Cái bài này thì đi tour cũng khá là nhẹ với lại bền anh em. Tại vì thật ra cái máy nó vẫn là 4 van rồi. Đó. Dên con két đi rồi, dên ẹt luôn á anh em. Không biết làm sao tháp lóc siêu quất đi luôn mà. Nói chung là giờ không khác gì một chiếc ẹt 57 hết đấy. Ui. Thì chạy với ẹt 57 luôn, thì ẹt 57 đi tour cũng đủ vô cơ rồi. Thì chạy ẹt 57 cam phần nào vậy đó. Đèo này, cái khúc này đèo nhỏ hơn nhưng mà nó cao. Chạy cũng sướng. Lát nữa hết cái này à. À, mới lên tới đèo Tà Bao luôn anh em. Ó tăng anh em nhìn thấy xe tăng nè. Tới đây là thấy lạnh đâu mà tay mình tơi luôn mà bấm cái quay trời không nở luôn. Ó tăng à, em mấy tăng không? Cũng này đẹp ghê không ạ? Đường ở chỗ đây đẹp lắm. Không biết ở đây có thấy vật được không? Này có này, rừng núi nè. Đỉnh đỉnh. Cháu ở đây nó kiểu ở là Bình Thuận thôi chứ nó mà nó ở Đà Lạt chắc ở đây có sương mù luôn. Ồ, lạnh không khí đây lạnh rồi anh em. Kiểu giờ mình cảm thấy lạnh vãi. Đợt mình đi với mình là bữa trời mưa mà không thấy lạnh, nay thấy lạnh chứ không mà. Sương mù luôn anh em. Sương mù luôn, má đi tơi tay vô không nợ. Má lạnh vô, lạnh như Đà Lạt luôn á. Đi mà tơi tay luôn, kiểu mình thọc tay lên bấm nút cái quay không nở luôn. Ôi sương mù nè anh em. Trời ơi, lạnh. Không khí nó lạnh thì vậy cái xe mình nó tăng 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 luôn. Đó. Giờ chạy không nở luôn nè. Tăng quá. Wow, khúc này chỗ này đẹp anh em. Đi hết đây nè là tới. Ồ, như này xe lù ồ luôn. Đi sang chạy không nở anh em ơi. Quá chướng thiệt. Vậy bữa mình đi Tà Bao được trước chứ mình đồ là đúng rồi anh em. Cũng đi cái đường này luôn nè. Chị ơi chỉ có dòng trời sai thôi. Mình tưởng hai dòng đều sai chứ. Thấy nó xa xa. Ai nhờ đúng rồi nè. Đó anh em thấy không. Thấy nhà sàn rồi luôn. Trên đây là kiểu người dân tộc người ta ở anh em. Đó. Nên nó dùng là nó còn hoang vô vắng vẻ. Chạy hết cái này xong mới tới con đèo đó mà mới chạy lên cái đèo Nam Mi đó. Nên đi đi ở đây nói chung là rất là thú vị anh em. Anh em nên trải nghiệm thử kiểu
xa thành phố lắm anh em, lần nó với lại cảnh cho nó cũng đẹp đó nha. Có quán cà phê nó tên là cà phê Đồi Sim đó, cà phê quán cà phê đó thì view cực kỳ chill luôn anh em nên trải nghiệm thử nha. Đó anh em thấy không, lần này thấy nhà sàn không? Mình không đi ở đây cho đói rồi, mình cũng chưa thấy nhà sàn nào, lên đây mình mới thấy luôn này. Đó kiểu nhà nào khá lắm, bây giờ mới xây được gạch thôi anh em. Còn nhiều mà vẫn là nhà sàn, nó nhà kiểu hồi xưa, nhà kiểu cổ. Thứ quỷ không anh em. Rồi lên đây hết xăng này, tìm cái xăng thích vào. Nay gắn mình xăng 7 lít rồi, khỏi sợ, ơi 5 lít rồi, khỏi sợ anh em. Bệnh của mình thì 5-6 lít gì đó thôi, nói chung là 5 lít thôi. Tại vì gắn cho chú bớt mà nhỏ gọn, nhỏ đẹp. Nó làm như kiểu ẹt rồi thì gắn mà nó thu quá anh em. Tụi nhỏ làm việc nhỏ hơn, xe nhỏ chạy xăng nhỏ hơn anh em. Đông quái rồi. Nói anh em là lên đây nó đông lắm, lấy nữa lên kia còn đông dữ nữa. Kiểu như đây là chỗ anh em tập trung cao vào luôn hả. Kiểu là điểm đến cho anh em muốn phê tới thứ bảy chủ nhật là lên đây cho nó đông lắm. Cứ liên tục vậy á, đông á. Sắp tới cái đèo rồi sao á anh em, chạy lên nữa tới rồi. Ăn cơm phở ở đây xong anh em. Xong rồi giờ bắt đầu lên đèo. À, nãy giờ cho nó cứ chạy xuống chạy lên chạy xuống đồng đen đúng rồi đó anh em thấy không, đủ quay rim siêu ớt ẹt gì đủ hết, đông lắm anh em thấy không, cứ chạy lên chạy xuống đồng đen à. Đèo gọi là đèo đá mây anh em. Wow, lạnh không. Tăng tăng khó chịu quá anh em. Lên này lúc nào cũng dư xăng à. Lạnh quá. Wow, đẹp không anh em? Rất xinh voi không?
nhân chờ không. Cái nào? Đây là nó hết đèo này sao không ta? Đấy là hết đèo đó. Không, lấy lên đèo chơi vui được. Ồ, trong đi. Nhìn đi em. Không có cây dơn đây đâu. Không có cây dơn đâu, đừng sợ. Cái này cọt kêu mà. Cái này cọt là cây sinh cam đó. Cọt sinh cam đó. Cọt mà. Không có cây dơn đây đâu. Không có dơn đâu mà đừng sợ. Không. Ấy phiêu ác không anh em. Thú vừa. Mày ơi. Mấy cà phê này kiểu mở ra cho anh em tụi mình đi vậy nè. Cà phê này chủ yếu là anh em trong phượt dân đi tu, anh em mình xuống uống rồi chứ đâu có ai xuống uống đâu. Rồi đấy tên là xe đổ rất xinh voi không à. Quá trời chiêu luôn anh em ơi. Bán phê này nhiều view cho anh em ngồi lắm. Anh em đang ngồi anh kia ngồi chơi. Trời ơi.